Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khóa học kế toán tổng hợp thực hành từ A đến Z chuyên sâu. Đến với khóa học, các bạn sẽ được hiểu hơn về công việc của một kế toán trong công ty gồm 3 lĩnh vực hoạt động: thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản, hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán, thành thạo việc tính giá thành song song đối với mảng sản xuất dịch vụ và quy trình hạch toán thương mại, tự mình hoàn thiện sổ sách công ty sản xuất, thương mại dịch vụ nhanh và chính xác nhất. Nội dung trong khóa học tổng hợp chuyên sâu từ A đến Z là một bộ giáo trình tổng hợp các loại hình kinh doanh bao gồm thương mại sản xuất xây dựng, trong đó có thi công các công trình và thuế vãng lai, nhà hàng, khách sạn, là một bộ giáo trình được Kế toán Việt Hưng có rất nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, đưa ra hệ thống này để giúp cho các bạn am hiểu về các loại hình doanh nghiệp. Trong các khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Ở các nội dung đầu kỳ là nhập số liệu đầu kỳ khóa học kế toán tổng hợp từ A đến Z, bao gồm thực hiện việc hướng dẫn khai báo các thông tin đầu kỳ theo trình tự hợp lý, đọc và hiểu phân tích mối quan hệ giữa các báo cáo chi tiết so với báo cáo tài chính của đầu kỳ. Nội dung thứ hai là các phát sinh trong kỳ. Ở nội dung thứ nhất, về doanh thu trong kỳ sẽ phản ánh doanh thu đối với từng mảng kinh doanh, bao gồm hạch toán doanh thu của mảng thương mại, sản xuất, nhà hàng, xây dựng, vận tải và khách sạn. Đối với giá vốn sẽ được học cách tách và hạch toán đối với giá vốn của mảng thương mại, sản xuất, nhà hàng, xây dựng, vận tải và khách sạn. So sánh doanh thu giá vốn của từng mảng, doanh thu so sánh với giá vốn để đối chiếu tỷ trọng lãi lỗ, hướng dẫn cách điều chỉnh tỷ lệ lãi gộp hợp lý trong từng mảng, từng ngành nghề trong giáo trình. Hướng dẫn chi tiết đối với mua công cụ dụng cụ và phân bổ công cụ dụng cụ. Tương tự đối với công cụ thì tài sản cố định cũng sẽ được học và hướng dẫn chi tiết các bước thao tác hạch toán, các nội dung liên quan đến lương và bảo hiểm xã hội, phương pháp kho, tính giá xuất kho trong từng mảng, đối chiếu kho theo từng loại hình của khóa học, cân đối chỉ tiêu kho trên báo cáo tài chính và báo cáo tồn kho, sẽ hướng dẫn giải thích các điều kiện khi thực hiện việc tính giá thành trong từng mảng hoạt động. Thực hiện việc lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, hàng quý. Và nội dung thứ ba là công việc cuối năm, lên báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính chính là kết quả cuối cùng cần phải phân tích thật rõ trước khi nộp. Chính vì thế, đối với phần báo cáo tài chính này, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn đối với từng phần, cách in sổ sách và sắp xếp hồ sơ làm sao cho hợp lý. Đó là toàn bộ các nội dung liên quan đến khóa học tổng hợp thực hành từ A đến Z chuyên sâu. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng thì các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp, bao gồm phương thức tự học, học tại trung tâm, lớp học nhóm online, hoặc một giáo viên kèm một học viên và đặc biệt cả các hóa đơn chứng từ. Các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com. Mỗi một hóa đơn là một video hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho từng nghiệp vụ và hạch toán trên phần mềm kế toán. Các bạn có thể nghe và xem lại kiến thức bất cứ lúc nào. Và để vào được giáo trình online thì các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình, trải nghiệm xem thử giáo trình trước khi đăng ký học, chia làm từng phần. Đối với phần 1 sẽ hướng dẫn thực hiện việc khai báo các nội dung đầu kỳ. Nội dung thứ 2 hướng dẫn cho các bạn đi vào các chứng từ. Và phần 3 sẽ là báo cáo tài chính, việc cân đối báo cáo các chỉ tiêu trên từng tài khoản. Để xem được khóa học thì các bạn sẽ chọn đến từng phần học và nhấn xem nội dung. Trong nội dung của các khóa học sẽ có chi tiết theo từng phần và mỗi một chứng từ, mỗi một hóa đơn sẽ có chi tiết một video hướng dẫn cụ thể. Và ở phần tải về này cũng sẽ có các nội dung việc hạch toán và thực hiện trên phần mềm một cách dễ dàng hơn. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.